Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Vào hôm mùng 7 tháng 1 vừa qua thì khoảnh khắc Angelababy và Thái Tử Khôn xuất hiện chung khung hình bất ngờ vươn lên vị trí cao nhất trên bảng tìm kiếm Weibo. Netizen xứ Trung đã dành không ít lời khen ngợi cho tổ hợp nhan sắc này. Nhiều người còn nhận xét trông họ không khác gì tỷ đệ hào môn, thiên kim tiểu thư và đại thiếu gia bước ra từ chuyện ngôn tình. Tuy nhiên đây không phải cặp chị em quyền lực đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều lần cư dân mạng được fan trầm trồ khi chứng kiến loạt hình ảnh đẹp xuất thần khi các mỹ nam hot nhất nhì showbiz sánh bên đàn chị là mỹ nhân hạng A. Trước đó thì vào hồi tháng 4 năm 2020, chính Angelababy và mỹ nam kém 9 tuổi từng khuấy đảo mạng xã hội xứ Trung khi xuất hiện ở buổi ghi hình của Running Brother. Đàn chị diện váy công chúa lộng lẫy kiêu sa, Thái Tử Khôn khoác vest điển trai khiến dân tình xỉu lên xỉu xuống. Dư Mịch luôn được ví là người chị cả quyền lực mỗi khi xuất hiện bên đàn em cực phẩm. Về điềm đạm của Lộc Hàm, sự bảnh bao của Lưu Hạo Nhiên kết hợp với thần thái đỉnh cao của mỹ nữ họ Dương tạo nên tổ hợp nhan sắc bất phân thắng bại. Trong một sự kiện khác thì bộ ba Dương Mịch, Ngô Dược Phàm và Lý Hiện hội tụ chung khung hình tựa như thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia của một tập đoàn lớn. Ở Kim Ưng 2020, bên cạnh các hạng mục giải thưởng, CNET đặc biệt chú ý đến combo nhan sắc cực phẩm của cặp đôi Hữu Phỉ, Chu Lệ Dĩnh và Phương Nhất Bác. Chị gái sắc sảo trong bộ đầm xanh, chàng trai khí chất ngời ngời bởi vest trắng tinh tế. Hào nhoáng không kém là tỷ đệ hào môn Lý Dịch Phong và Tiểu Tống Giai. Về ngoài sáng cùng khí chất xuất chúng của cặp đôi thành công thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên sân khấu. Phương Tuấn Khải và Đồng Lệ Á cũng nằm trong danh sách tỷ đệ hào môn khi cùng sải bước trên thảm đỏ Bách Hoa 2020. Nam thần GF Boy xoáy ca bao nhiêu thì mỹ nữ Tân Cương cũng sang chảnh bấy nhiêu. Một lần khác thì Vương Tuấn Khải cũng gây xôn xao khi chung khung hình với đàn chị Địch Lệ Nhật Ba. Cặp chị em được ví như con nhà hào môn thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện đình đám. Sở hữu khí chất sang chảnh quyền quý, Địch Lệ Nhật Ba và Ngô Lỗi thể hiện đẳng cấp sang trọng quý phái trong khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau. Một tổ hợp nhan sắc đã đi vào huyền thoại không thể quên là bộ đôi Visual Dương Dương và Đường Yên ở Kim Ưng 2016. Khoảnh khắc nam thần đẹp trai nhất làng giải trí xứ Trung sánh bước cùng mỹ nhân hàng đầu showbiz được ví von là chị gái tiểu thư và em trai thiếu gia quay về giành quyền thừa kế. Ngoài những cặp chị em kể trên, làng giải trí Hoa ngữ còn không ít khoảnh khắc tỷ đệ hào môn của Lộc Hàm và Thư Kỳ, Lưu Thi Thi và Lưu Hạo Nhiên. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!